Xin chào mọi người, mình là Khánh. Ngày hôm nay thì có đang đi giao một chiếc bình tỏi cho một vị khách hàng ở Hà Nội, Trung Mỹ nhỉ? Trung Mỹ Hà Nội. Tác phẩm Bảo Bình, bình tỏi tứ cảnh Tùng Cúc Trúc Mai, phiên bản màu vàng, đã được mạ vàng 24. Mình sẽ cận cảnh quá trình giao cái tác phẩm này đến tay với khách hàng. Đây. Đang ngắm cho nó. Đây, em ra đây kiểm tra tác phẩm cho anh cả. Kiểm tra. Cả trên hình đây hả? To mà. Đây, nhìn xem có khác ở trên video nhiều không? Nhìn sao nó vậy đúng không? To to. Em nghĩ 70 chắc bình thường thôi. Cao 70 nhưng nó cái bụng này, cái bụng to này. Em thêm đến tuyệt vời đấy. Đâu, bây giờ bê vào nhá. Em dọn chưa? Đây, bắt đầu bê tác phẩm lên này. Cái này em vệ sinh nhá, em chỉ lấy cái chổi lông gà em phẩy thôi, lấy chổi lông gà mình phẩy là ok rồi. Đây, em bị ra đây em nhìn này, con công này. Đây, đây, ví dụ con công là nhìn nó phải mảnh mai, nhìn thấy chưa, nhìn nó thanh thoát, nhìn cái dáng, nhìn cái khuôn mặt này nó phải nhẹ nhàng đấy, nhìn nó phải sâu vào, chim hạc nhìn nó phải mảnh mai này đấy, chim hạc nó cũng phải mảnh mai, nhưng cái thân hình của nó nhìn nó phải nó mượt mà, nó phải nuột đấy. Đấy, chim này, ví dụ chim này nhìn nó có hồn này, nét này, mọi thứ này đấy, thì cái hàng kỹ với hàng thường thì nó sẽ khác nhau ở nhiều cái, như là phải dễ vàng hết đấy. Cặp sen vịt này. Thế bây giờ thì anh quay mặt hoa đào ra chim công cho đẹp nhé. Cái này thì bản thân là cái vàng này ngoài men thì nên là mình dùng, đừng dùng những cái vật thô ráp nhé. Cái này là ngoài men này. Đúng rồi, vàng ngoài men. Cái này thì mình chỉ lấy chổi lông gà mình phải đi là ok là sạch. Rẻ khô mềm. Còn rẻ ướt thì cái này men nó bóng, mình lau rẻ ướt nó bị bết bẩn lại. Bởi vì ví dụ như trường hợp nhé, mà trời mình nhìn như này thôi nhưng mà nó sẽ có bụi. Mình lau rẻ ướt vào cái lúc sau nó bám những cái bụi và nó bẩn, nó bết lại. Lấy chổi lông gà phải là ok nhất. Không, cái kia thì thoải mái, em cái kia thì thoải mái, cái kia em làm gì được, nhưng cái này nó có vàng thì nó sẽ phải cẩn thận hơn. Nó lông công không, bỏ lên xem nào, thử bỏ lông công lên xem nào. Em xòe ra như cái quạt, không không ít đâu. Bây giờ em xòe ra như cái quạt như này, đấy, thấy chưa? Đấy, cắm như này vào này, cắm vào một cái xốp định hình nó lại, sau đó cho vào trong đây. Khoảng 30 phân, nửa nửa của cái lọ này. Không, nghĩa là bây giờ em cắt một miếng. Đúng rồi, đặt ở miệng này thôi này. Chị em đội lên, em để vào đây làm gì cho mình nhau. Em cái gì em dùng ra, em tâm cổ lọ ai được. Em đặt một miếng xốp vào đây, xong bắt đầu đấy. Em làm thế nào thì em làm rồi, bắt đầu em cho vào đấy. Xong em cắm vào miếng xốp, xong bắt đầu em mới để miếng xốp vào trong này. Cái cắm ở ngoài cho vào. Chứ không phải là... đang cắt cái xốp để định hình vào bên trong cái lọ. Lọ để chúng ta cắm nước. Đẹp làm thế ạ. Đẹp. Cái nó bị một cái nó bị hạn chế chỗ mình cắm đây. Cắm cái đang xem này. Nhìn ở dưới cái này. Đấy, đi qua mặt này. Mình cắm này nó xòe phải giống được nguyên công đấy. Không, cái
Cắm thêm lông công vào. Xem sao thì lại bỏ ra. Chị bỏ tìm hiểu phết đấy chứ, em thích cái đẹp đấy chứ. Người đẹp cũng thích đúng không? Như vậy là đã cắm xong cái tác phẩm một chiếc bảo bình to à, kết hợp với lông công bên trên này. Lông công là mọi người nhớ cho vào cái xốp này, xốp định hình như này này. Đấy, cắm theo sở thích của mỗi người. Nhưng hiện tại đây đang cắm theo giống như cái đuôi của con công trên dưới. Em nhìn xem đã thẳng chưa? Nhìn xem nào. Ok chưa? Đó, ok. À, cảm ơn em Giai đã tin tưởng nhá. Sản phẩm em thấy như nào? Đẹp tuyệt vời. Em mua đồ chế cho mình rồi. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn đã tin tưởng. Bên trên lông công này. Đây, bạn ấy đã trước cũng mua cả một cặp chẻ. Cho tí ánh sáng cũng đẹp. Có cặp chẻ lên nhìn trông đẹp hẳn nhỉ. Ngắm từ đây vào này.